Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái kèo cũng là đá coin nhưng mà cực kỳ là tiềm năng nhá. Mình tiềm năng nhưng mà cũng không tránh rủi ro, không tránh được những cái rủi ro. Thì trước khi vào hướng dẫn thì mình xin nói sơ qua một cái nhá. Thì đây là một cái kèo của Zalobay của là người Việt Nam. Thì cái kèo này mình chưa có thông tin nào hết, cũng không ghi rõ thông tin như thế nào. Đấy, mình cũng không nắm bắt được cái thông tin gì. Đó. Thì nếu mà cái kèo này là đúng của Zalobay nó tạo ra ấy, thì cái kèo này cực kỳ là ngon nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, thậm chí là xx cực kỳ là nhiều. Thì các bạn cũng đã thấy thì ở Zalo Việt Nam thì hầu như là tự 50% người dùng Zalo rồi, đúng không? Khoảng tầm 50% người dùng Zalo, thì các bạn cứ tính xem hiện tại là ở Việt Nam rơi vào khoảng tầm gần 15 triệu người, không được 15 thì cũng 12 13 triệu người là bình thường. Thì lúc cách đây 2 năm trước thì đã gần 12 triệu người rồi rồi nhá. Thì mình chỉ cần 30% của tổng dân số ở Việt Nam chơi cái Facebook thôi, cái Zalo thôi, thì cũng đã cái dự án này cực kỳ là lớn rồi. Và một cái mình đánh giá như thế này, nếu mà cái này mà một kẻ lừa đảo nhá, nó tạo ra ấy, thì khả năng cái này thì nó sẽ bị ăn bản quyền, nó sẽ mất sớm nhá, nó sẽ mất sớm. Thì tại vì đây là cây của Zalobay thì là bản quyền ở Việt Nam rồi, thì những cái trang web nào mà cây dùng cây biểu tượng này đấy, cái biểu tượng của Zalobay, thì cái này khả năng bị ăn nhá, bị ăn hành cực kỳ là cao. Thì chỉ cần người ta điều tra cái ID này, cái đường link này này, là người ta đã biết là ID ở đây ở đâu tạo ra rồi. Thì người ta chỉ cần đánh ra máy tính gọi là của an ninh mạng ấy, thì người ta sẽ điều tra ra này là cái người này ở đâu ra, người ta đánh được hết nhá, người ta tìm ra hết. Đấy, nên là công nghệ bây giờ nó hiện đại chứ không phải như ngày xưa đâu. Đấy. Nhưng mà nếu cái này mà của chính thức là của Zalobay nó tạo ra ấy, thì kèo này cực kỳ là ngon, thì các bạn không nên bỏ qua. Thì dù gì cũng là miễn phí thì các bạn cố gắng làm cho mình nhá. Thì được 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 thì được, mà không được thì thôi. Đấy. Rồi, và các bạn cứ tạo đăng ký bình thường, thì cái này mình không được cậy là mình có cái chỗ ấy, cái chỗ mà nó đăng ký thì nó không phải xác minh Gmail. Thì cái đó là thì mình thật sự là cũng không, mình đánh giá là cực kỳ không tốt. Đấy, nó ít ra phải có xác minh Gmail. Đấy, cái này chỉ cần các bạn đăng ký là nó tự động đăng nhập vào luôn. Đấy. Thì nó cực kỳ là dễ dàng thôi, nhưng mà cái là như vậy là mình lại không thích. Đấy, mình cái là thích cái nào mà nó phải đăng nhập nó khó hơn một tí. Đó là cái thích yêu thích của mình. Rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia vào cái đào con ạ, Zalo Pay này. Thì các bạn tạo tài khoản đấy, thì nó sẽ ra một cái hình như thế này. Đây là cây trang chủ, cây hình dashboard của nó. Đây. Thì các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được là 10 đồng Zalo Pay nhá. Mỗi ngày các bạn nhận vào đây này, cái đường xanh xanh này này, thì các bạn được cộng thêm là 3 Zalo Pay. Rồi. Đó, 3 Zalo Pay nhá. Ngoài ra các bạn đi giới thiệu bạn bè, các bạn sẽ nhận được là 6 cấp. Đây, 6 cấp nhá, từ F1 đến F6 này. Đó. Thì F1 thì các bạn sẽ cộng được là 0 7,5 Zalobay trên mỗi người. Thì các bạn cố gắng nhé, các bạn cố gắng thì các bạn tuyển cho mình vài ba F thôi, cũng đơn giản thôi. Thì vài ba F đối với các bạn cũng không gì là khó, đúng không? Không chỉ là khó. Rồi. Thì các bạn tuyển xong thì các bạn thể ăn theo các cấp này. Đấy. Và giá hiện tại nhá, giá hiện tại của một Zalobay là 0.0012, và mình tin chắc rằng nếu mà nó list lên sàn này, nó list ý, thì mình tin chắc rằng nó sẽ x5 x10 là bình thường. Nếu mà Zalobay là Việt Nam thì mình tin chắc rằng nó sẽ lại bay, tại vì cộng đồng ở Việt Nam chơi dùng Zalo ấy thì khá là đông rồi, hàng triệu người rồi, các bạn cũng biết là hàng triệu người đúng không? Rồi, và đây cho bạn thêm thêm một chút này, mua Zalobay này bỏ lỡ thời gian bán hàng thì hiện tại là còn 18 ngày nhá, nó sẽ bán 1 tỷ này, 1 tỷ Zalobay còn 18 ngày. Và dạng này nếu mà nó bán theo vòng, nếu mà nó bán theo nhiều vòng ấy, thì nó sẽ tăng giá lên dần dần. Ok. Rồi, và các bạn mua tối thiểu là 5.000 Zalobay, tỷ giá là mình thử ước định là giá bao nhiêu nhỉ? 60 đô. Đấy, các bạn mua 60 đô. Thì các bạn cố gắng cày cho mình nhá. Thì các bạn muốn kịp nhiều thì các bạn có thể dùng máy của gia đình, bạn bè, anh chị các bạn dùng. Đăng ký xong thì các bạn có thể lên những cái group trên Facebook ấy, những cái group kiếm tiền online miễn phí ấy, các bạn chia sẻ lên đó thì có bạn nó sẽ inbox thì các bạn có thể tư vấn cho người ta. Ok. Và đây là những cái thương hiệu của Zalobay đấy nhá. Đây là cái thương hiệu này.
Zalo Pay Shop này, rồi Zalo Pay On Web này, Zalo Pay Mobile là trên điện thoại và trên máy tính đấy, Opica này đấy, có cả những cái cá nhân. Rồi rồi tiếp theo nhé, đấy các bạn cứ giới thiệu bạn bè đi đấy, thì ở đây thì nó chỉ có thế thôi, thì mình biết như thế nào mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì không có gì đặc sắc hết. Nhưng mà nếu mà là ở Việt Nam thì các bạn có thể là bạn có thể là kiếm kèo này kiếm tiền cực kỳ là ngon. Ngoài ra các bạn có thể mua nhá, mua, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn đầu tư, không khuyến khích bạn mua đấy nha, các bạn cứ chơi miễn phí, ok, chơi miễn phí cho mình. Thì bạn nào mà có mua thì các bạn ủng hộ Việt Nam thì các bạn mua, thì các bạn cân nhắc cho mình nhá. Đấy, ví dụ sau này là lỡ nha, lỡ may nó có scam thì các bạn tự chịu trách nhiệm nhá, các bạn đừng có đổ tội cho ai hết đấy. Thì trong những video nào mình cũng cân nhắc các bạn là nếu các bạn đầu tư một cái gì đó cái này, các bạn cân nhắc, chứ mình chỉ đưa ra dự án nhá, đưa ra dự án và đánh giá chi tiết thôi đấy. Như hầu như là mình đánh giá chỉ tới 50%, không phải là hoàn toàn là 100% đấy. Nếu mà mình đánh giá lâu dài thì các bạn sẽ không có thời gian mà xem video đâu, chứ đã xác định mình bỏ tiền ra một xác định video một đầu tư một cái gì ấy, thì mình sẽ xem xét kỹ hầu như là 1 ngày 2 ngày, chứ không phải là xem xét một thời gian như thế này. Nhưng là đây là kèo miễn phí thì mình chia sẻ lên cho tất cả các bạn đều biết thôi đấy. Bạn nào làm được thì làm nhá. Đây đây, các bạn có thể chat với support của nó này, support Zalo này, chấm io này đấy, thì các bạn có thể kiểm tra cái đường link này và các bạn vào Zalo ấy nhá, copy mình để kiểm thử vào Zalo của nó này. Để mình thử check thử xem cái đây có phải là đường link đấy. Zalo này không biết là Zalo chậm con, tại vì mình không có chơi Zalo ấy. Không phải chấm con, Zalo không có chấm con. Đấy thì các bạn nếu mà bạn có thể muốn biết thêm thông tin ấy, các bạn có thể click cái account này, cái Gmail xác minh ở cái Gmail của Shopbot nói, các bạn có thể so sánh với cái Zalo Pay của tên cái ứng dụng Zalo ấy, thì nó sẽ biết ra một phần đấy. Tại vì cái Shopbot này có rất có nhiều người mà, nhiều người hỗ trợ nên là có thể là nó khác nhau đấy. Rồi vậy nha, thôi mình xin phép dừng video tại đây. Thì mình vào đây mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận cái đồng Zalo Pay và đào Zalo Pay miễn phí, ok. Rồi thì bạn nào thấy video này có giá trị thì cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.